Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề sử dụng máy tính và cái cách gõ tiếng Việt đến máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà các bạn sử dụng cái phần mềm UnitKey nhé, để các bạn gõ tiếng Việt đến máy tính nhé. Một trong những cái phần mềm coi như là bắt buộc để các bạn sử dụng khi các bạn gõ tiếng Việt gõ dấu đến máy tính. Thì cái phần mềm UnitKey là cái phần mềm được sử dụng hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Các bạn có thể lên mạng, các bạn tải về và các bạn cài đặt vào máy tính để các bạn sử dụng khi mà các bạn gõ tiếng Việt trên máy tính. Còn nếu mà máy bạn nào mà đã có rồi thì các bạn chỉ cần mở lên và các bạn cài đặt để sử dụng thôi. Rồi thì tương tự như cả video trước thì video này mình tiếp tục chia sẻ với các bạn mới bắt đầu, cho nên là mình sẽ đi chậm và chi tiết để các bạn dễ theo dõi nhé. Rồi thì hôm nay là mình tiếp tục chia sẻ với các bạn ở trên máy tính bàn nhé. Ở đây là màn hình các bạn nhé. Và mình quay cả màn hình và cả bàn phím để các bạn dễ theo dõi nhé. Đó, thì trong thời gian vừa qua thì cũng có một số bạn có hỏi mình về cái thao tác cơ bản khi mà gõ tiếng Việt ở trên máy tính, chủ yếu là những người mà mới sử dụng máy tính lần đầu thôi, hoặc là người lớn tuổi và người già đang có nhu cầu về gõ tiếng Việt ở trên máy tính. Đó, thì cái biểu tượng UnitKey đây các bạn này, cái phần mềm được sử dụng hoàn toàn miễn phí nhé, U đây các bạn nhé, U I N này, ở dưới này họ có viết rõ là U N I K I, gọi là UnitKey. Thì để mở cái này lên thì các bạn chỉ cần kích đúp chuột trái vào thôi. Đấy, kích đúp chuột trái vào. Tức là kích chuột trái hai lần liên tiếp ấy. Đó, thì chúng ta sẽ mở cái giao diện ra như thế này. Đó. Thì đây là cái cửa sổ giao diện phần mềm UnitKey phiên bản là 4.0 ERC2. Và cái bảng đây họ ghi là bảng điều khiển này. Rồi bảng mã thì khi các bạn mở lên ấy, trước khi các bạn gọi tiếng Việt thì thường thường là các bạn phải khởi động phần mềm này lên trước nhé, thì các bạn mới gọi tiếng Việt được. Đó, ví dụ như đây có cái chỗ bảng mã này. Thì các bạn chọn dòng đầu tiên luôn. Là các bạn chọn vào là Unicode này. Đấy. Chọn đầu tiên luôn, kích vào đây, chọn dòng đầu tiên. Và cái lựa chọn thứ hai đó là kiểu gõ thì các bạn cũng kích vào đây. Đó, các bạn chọn dòng đầu tiên, đó là Telex. Đấy, như vậy là Unicode này. Telex. Thì sau khi các bạn chọn xong rồi thì chúng ta sẽ bấm vào đóng này để chúng ta khởi động phần mềm này lên nhá. À, đóng. Đó. Rồi, thì sau khi các bạn đóng cũng nghĩa là các bạn đã khởi động phần mềm này lên thì các bạn có thể bắt đầu gõ tiếng Việt ở trên máy tính. Nhưng mà ở đây các bạn lưu ý là khi các bạn nhìn xuống cái góc dưới cùng bên phải này nhé, dưới cùng bên phải này, cái khu vực này. Đó, thì các bạn sẽ tích vào cái dấu mũi tên trắng trắng ở đây này. Đó, khi nào các bạn thấy cái này có chữ V này, có nghĩa là các bạn đang gõ tiếng Việt này. Còn nếu mà cái này các bạn mở lên mà các bạn thấy có chữ E, có nghĩa là các bạn đang để ở cái chế độ là gõ tiếng Anh nhé. Đó, thì lúc này các bạn gõ tiếng Việt là nó sẽ có dấu và không gõ tiếng Việt được. Đó, tức là gõ tiếng Anh thì không cần dấu. Đó, như vậy là nếu mà có chữ E là các bạn sẽ gõ tiếng Anh nhé và không gõ tiếng Việt được nhé. Đấy, thì lúc này các bạn cần chuyển sang chữ V thì các bạn chỉ cần kích chuột trái vào đây thôi, kích vào đây một lần này. À, chuyển sang chữ V thì các bạn mới gọi tiếng Việt được. Đấy, các bạn lưu ý cái chỗ này nhá. À, kiểm tra dưới này nữa này. À, khi nào có chữ V thì mới được. Thì ở trong thời gian vừa qua thì trong quá trình mình chia sẻ về một số video về cái cách gõ tiếng Việt có dấu trên máy tính ấy, ở trên kênh của mình ấy, thì cũng có một số bạn có hỏi là sau khi mà đã khởi động phần mềm UnitKey lên rồi đấy, nhưng mà gõ vẫn không ra dấu. À, mình làm y như bạn hướng dẫn đấy, nhưng mà gõ vẫn không ra dấu. Thì lúc đấy các bạn nhìn xuống cái góc dưới cùng này. Đấy, các bạn kiểm tra lại lúc nãy mình chia sẻ các bạn nhé. À, chuyển sang chữ E. À, kích để chuyển sang chữ V thì chúng ta sẽ gọi tiếng Việt được. À, thì bây giờ mình sẽ mở cái guột lên. À, đây mình đang sử dụng guột 2010 các bạn này, mình mở lên nhé. Rồi, ví dụ như đây mình gọi là mình bấm là gọi tiếng Việt đi nhá. Đấy, gọi tiếng Việt đi. Đây mình dùng bàn phím mình gọi cho các bạn xem luôn này. Đấy, gọi này, gọi. O dấu ngã này, gọi này, cách này. T này, I, T này, N, G này, độ sắc này. Đó. Rồi như vậy là đây mình có ghi là gõ tiếng Việt này. V, I, E, T. Đấy, gõ tiếng Việt. Rồi mình canh ra ngoài cho các bạn xem này. Canh ra đây. Đó, bôi đen đi. Bôi đen, cỡ chữ lớn lên. Đó, cho 20 đi. Đó, gõ tiếng Việt. Đó, như vậy là mình đã gõ được tiếng Việt các bạn này. Rồi, bây giờ mình xuống dòng nhé, Enter nhé. Rồi, ví dụ bây giờ mình chỉ chuyển sang chữ E cho các bạn xem này. Mình chuyển sang chữ E thì mình chỉ gõ không dấu thôi. Đấy, chuyển sang chữ E này. Đó, thì lúc này là chúng ta chỉ gõ không có dấu nhé. Các bạn gõ kiểu gì nó cũng không ra dấu. Chỉ gõ có tiếng Việt không dấu thôi. Đây mình chỉ gõ này. G-O này. Dấu ngã này. Cũng được luôn. Đó, gõ. Đây, gõ này. Tiếng này. Đó, Việt này. Đó. Như vậy là nếu các bạn để ở chế độ chữ E ấy, thì các bạn chỉ viết ra được cái kiểu chữ là gõ tiếng Việt thôi. Đấy, chứ không có cái dấu nào.
Đó, thì cái này là thời gian vừa rồi cũng có một số bạn thắc mắc vì sao lại gõ không ra dấu nhá. Đấy, các bạn để chữ E thì chỉ gõ như thế này thôi, không có dấu luôn. Đấy, như vậy là nếu mà gõ như thế này là chúng ta sẽ không soạn thảo văn bản được các bạn nhé. Đấy, bắt buộc là chúng ta phải chuyển sang chữ V thì chúng ta mới soạn thảo văn bản được. Đó. Thì như vậy là đối với việc cài đặt unit cây trên trên Word thì trên máy tính thì rất là đơn giản thôi. Đấy, bước thứ nhất là các bạn mở khởi động phần mềm UnitKey lên này. Đó. Các bạn chọn hai dòng đầu tiên này, Unicode và Telex, rồi bấm vào đóng là được. Rồi bước tiếp theo là các bạn mở Word lên. Đó. Và các bạn bắt đầu soạn thảo văn bản thôi, không có vấn đề gì cả nhá. Gõ bình thường. Vâng. Thì sau khi các bạn gõ soạn thảo văn bản xong ấy thì các bạn sẽ lưu lại đúng không? Đó thì các bạn sẽ lưu như sau, các bạn sẽ bấm vào cái chữ file lên này này. Ở đây mình đang chia sẻ các bạn ở trên Word 2010 nhá. Các cái phiên bản khác thì các bạn cũng làm tương tự nhá. File này, các bạn click vào đây. Đó, tiếp theo là các bạn chọn vào cái mục là Save as này. Đó, thì lúc này là máy tính nó hỏi là chúng ta sẽ lưu cái file này ở đâu. Đó, thì các bạn sẽ kéo cái thanh trường lên xuống này. Đây nhá. Đó, thì ở đây các bạn sẽ có ba ổ, ổ là C, D, E đúng không? Thường thường là có ổ C, D, E. Đấy, thì thường thường là các bạn không lưu đúng ổ để C nhá, các bạn chỉ lưu đúng ổ để D thôi. Đấy, hoặc là ổ để E thôi. Ở đây ví dụ như mình lại ổ để D đi, mình kích vào ổ để D này. Đó, chọn nơi lưu là ổ để D. Đó, tiếp theo là các bạn đặt tên file, file name. Thì cái chỗ này là các bạn bắt buộc phải đặt nhé. Đấy. Các bạn phải đặt tên file thì các bạn mới lưu lại được. Đó thì các bạn sẽ bấm cái nút lùi để các bạn xóa đi, bấm cái nút back này, để các bạn xóa cái tên cũ này đi. Đó, các bạn xóa đi. Các bạn gõ lại là gõ đi. À, mình đặt tên file là gõ này, gõ tiếng Việt đi các bạn nhé, ING này. Đây, mình quay lên các bạn xem này, gõ tiếng Việt đi, có dấu, đó, gõ tiếng Việt có dấu, rồi. Tiếp theo là các bạn sẽ sau khi đặt tên file xong rồi ấy, các bạn có thể đặt tên theo tiếng Việt đấy hoặc là tiếng Việt có dấu hoặc là không dấu cũng được nhé. Cái file name này này, cái tên file này bắt buộc các bạn phải đặt nhưng mà có thể là có dấu hoặc là không dấu đều được. Đó. Nhưng mà giữa hai chữ các bạn lưu ý là phải có một cái dấu gạch nối nhé. Ví dụ như gõ tiếng này thì ở đây phải có dấu gạch nối này, tiếng Việt có một cái dấu gạch nối ở đây để hạn chế cái file này sau này nó bị lỗi các bạn nhé. Đấy, gõ tiếng Việt có dấu. Tiếp theo các bạn bấm vào Save để chúng ta lưu lại. Đó. Còn nếu mà các bạn chọn Can ấy, có nghĩa là các bạn không lưu nhé, là chọn Save để lưu lại. Đấy, như vậy là mình đã lưu xong. Rồi thì mình đóng cái này lại nhé, đóng lưu xong rồi thì mình sẽ tắt đi, bấm vào đây để tắt đi. Rồi bây giờ mình sẽ vào lại computer nhé, hoặc là MyComputer nhá, đấy, hoặc là ZPC ở trên Win 10 nhá. Rồi, vào lại computer này. Và tiếp theo là lúc này mình lưu đúng ổ đĩa D đúng không? Mình vào ổ đĩa D này, mở ổ đĩa D lên. Đó. Và mình sẽ tìm cái file lúc này mình đã lưu ở trong này. Các bạn chú ý là cái tên file các bạn đã đặt nhé, cái tên file là gì nhé. Đây, lúc này mình đặt cái tên là gõ tiếng Việt có dấu này. Đây, cái file này. Chúng ta kích chuột trả hai lần liên tiếp để chúng ta mở lên. Đó, như vậy là lúc này mình đã vừa soạn thảo một cái văn bản đó là gõ tiếng Việt đúng không? Mình có ghi cái thông tin ở trong này là gõ tiếng Việt. Đó, như vậy là mình đã mở cái file cũ lên để mình tiếp tục làm việc hoặc là tiếp tục chỉnh sửa. Đấy, cách làm rất là dễ như vậy thôi các bạn nhé. Rồi, thì cũng cung cấp thêm với các bạn là đối với phần mềm UnitKey này ấy, thì hầu như là máy tính nào cũng có, bởi vì khi mà các bạn mua máy về hoặc là các bạn cài lại Win thì hầu như là người ta đã cài sẵn cho mình rồi. Đó, nếu mà trường hợp máy các bạn không có ấy, thì các bạn sẽ tải về và các bạn cài đặt nhé. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tải về nhé. Các bạn mở công cốc lên này. Các bạn sử dụng công cốc hoặc là Chrome cũng được. Đấy, và sau đây các bạn vào cái trang các bạn bấm vào tải về này. Tải. Các bạn bấm vào tải công cốc, tải UnitKey nhé, UnitKey này. Đây, các bạn chỉ cần gõ không dấu thôi, các bạn bấm vào đây, tải UnitKey này. Đó. Thì sau khi vào đây thì sẽ có rất là nhiều cái trang để các bạn tải cái phần mềm này về nhé. Đấy, ví dụ như unitkey.vn này, unitkey.org này. Đấy, các bạn kéo cái thanh trượt bên này xuống này. Đấy, các bạn tìm kiếm nhé. Đó. Hoặc là các bạn có thể vào cái trang download.com này cũng được này. Cái trang này mình cũng hay vào.
Thì sau khi vào đây thì các bạn sẽ, ví dụ như mình vào cái trang download.com này cũng được nhé. Nói chung là các bạn vào trang nào cũng được, miễn là các bạn tải về được là được thôi. Các bạn tích vào đây. Cái này là download.vn các bạn nhé, download.vn. Đó, thì ở đây họ có ghi là Unikey bộ gõ tiếng Việt miễn phí này, phổ biến nhất. Đấy, bộ gõ tiếng Việt miễn phí nhé, phổ biến nhất. Đó, các bạn sử dụng mà không cần phải trả tiền nhé. Đó, thì vào đây các bạn chỉ cần bấm vào cái nút tải về này thôi là chúng ta sẽ tải về này. Các bạn kích vào đây. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ chọn cái green của các bạn là 32 bit hay là 64 bit nhé. Đó, để các bạn tải về. Ví dụ như máy của mình là 32 bit ấy, thì mình sẽ bấm vào 32 bit này, mình tải về này. Đó, như vậy là các bạn nhìn xuống phía dưới là mình đã tải về đây rồi. Đấy, như vậy là sau khi tải về thì các bạn giải nén ra đấy và các bạn cài vào máy thôi. Đó, giải nén ra nhé. Mình vào lại computer này. Rồi, vào lại ổ DD các bạn này. Đó, thì lúc này là mình đã tải về đây các bạn, file tải về đây nhá. Unikey 42RC4 này, trâu Win 32 bit. Đấy, thì các bạn sẽ kích chuột phải lên thì các bạn giải nén nhé, kích chuột phải lên này. Đó, các bạn chọn vào cái dòng dưới cùng này. Đấy, cái có biểu tượng ba trong sách ở đây nhưng mà các bạn sẽ chọn cái biểu tượng dưới cùng ấy, có ba trong sách dưới cùng ở đây. Etcha2 Unikey đây, cái dòng dài nhất ở đây nhé, các bạn tích vào đây. Đó, thì sau khi giải nén xong thì các bạn sẽ có một cái thư mục như thế này, các bạn sẽ mở lên nhé, kích chuột trái vào để mở lên. Rồi, thì trong đây là nó có một cái file cài đặt này, file unikey.nt. Đó, thì các bạn chỉ cần kích chuột trái vào, tức là các bạn kích chuột trái hai lần liên tiếp vào cái file này để các bạn cài đặt thôi. Đó, thì nếu như phần mềm nó có hỏi là ok hoặc là z thì các bạn cứ bấm vào liên tục nhé, ok hoặc là z thì bấm liên tục thì phần mềm nó sẽ tự động cài vào máy. Đó, cài rất là nhanh thôi các bạn nhé. Rồi thì vừa rồi mình vừa chia sẻ các bạn ở một số cái thông tin liên quan đến việc sử dụng phần mềm Unikey, một cái phần mềm rất là cần thiết để các bạn gõ tiếng Việt ở trên máy tính nhá, phần mềm mà các bạn đã sử dụng miễn phí. Đó, thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng cái phần mềm Unikey ở trên máy tính thành công nhé. Và sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.